Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Mễ qua câu chuyện Trộm Đồ Chôn Theo Người Chết. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông nội tôi có ba người con, cô hai thì làm thầy. Nhà có người dựa vào và âm binh để xem bói, cũng là một thầy pháp độ vong nổi tiếng ở trong vùng. Chú ba thì chuyên làm nghề bốc mộ cải táng. Cái nghề này cả huyện chỉ có mỗi mình chú làm nên công việc cũng đều. Cuối cùng là ba tôi, không có năng lực gì lớn về phần âm, nhưng ba tôi có thể thấy được những thứ mà người bình thường không thấy được. Ông nội lớn tuổi rồi, nghề làm thầy cũng chỉ truyền lại cho cô hai. Còn chú ba và ba của tôi thì đều là hữu duyên. Trong ba chị em, cả mỗi nhà chú ba là khó khăn hơn. Không phải vì việc bốc mộ không kiếm ra tiền, kiếm nhiều là đằng khác. Nhưng khổ nỗi chú lại có thằng con nghịch tử, nó tên là Phúc, chỉ biết phá mà không biết làm ăn. Hồi đó khi mà tím ba sinh nó xong thì băng huyết mà chết, để lại mỗi đứa con còn đỏ hòn. Thế là từ đó chú ba sống vậy mà nuôi con. Cứ nghĩ là khi lớn lên nó sẽ thấy thương cái cực của cha mình mà học hành chăm chỉ, rồi tìm cái nghề đàng hoàng mà làm. Thế nhưng không, mọi sự mong mỏi và kỳ vọng của chú dựa vào đứa con duy nhất này đều tan biến. Nó bắt đầu đi theo đám bạn xấu, ăn chơi la cà, học hành không tới đâu. Nên chú đành cho nó nghỉ rồi về đi phụ mấy người công nhân, làm việc ở mấy công trình. Những tưởng khi đó nó sẽ an phận mà làm công việc, kiếm chút tiền, coi như cũng lo được cho bản thân. Nhưng rồi nó lại bị đuổi việc vì phát hiện dám lấy cắp vật tư để tuồn ra ngoài bán lấy tiền. Đợt đó chú ba phải đến xin chủ thầu ngăn cho họ không làm lớn chuyện, rồi cũng phải đền bù lại cho họ cả một khoản tiền lớn. Sau sự vụ ấy nó cũng chẳng thèm kiếm thêm cái nghề nào khác để làm, cái lồng bồng mãi như vậy. Thi thoảng có người cần bốc phát hay cần làm mấy công việc chân tay thì có người lại gọi nó. Làm xong nhận tiền công thì nó đem đi nướng hết và mấy món đỏ đen. Về sau khi nó đã hơn 20 vẫn chẳng có nghề nghiệp ổn định, cho bà dẫn nó đưa đi bốc mộ cùng mình. Chẳng biết là nó thay tâm đổi tính thế nào, nhưng từ lúc đi làm bốc mộ tới nó chăm ở nhà hơn, không còn cái cảnh lưu lồng la cà ở mấy tụ điểm đánh bài đánh bạc trong xóm. Kể cả có mấy thằng qua rủ nó đi đá gà, nó cũng lắc đầu xua tay. Cả nhà thấy ai cũng mừng thay cho nó, ai cũng thầm nghĩ chắc phúc phần của chú ba đến rồi. Cơ mà cũng phải, làm cái nghề bốc mộ cũng cực lắm chứ không đùa, phải làm việc cả đêm. Có những ngôi mộ đã hít ra thịt, chỉ còn lại xương cốt thì bốc nhanh một cái. Nhưng nhỡ gặp phải ngôi mộ nào ngập nước thì mò mẫm trong nước tìm đủ xương cốt, có khi đến rạng sáng các thủ tục mới xong. Bởi vậy nên sau mỗi ca bốc mộ, hai cha con mang đồ nghề về nhà, tắm rửa cho bớt mùi đất cát, là leo lên giường lăn ra ngủ như chết. Thằng Phúc nó ngủ một mạch tới tận giấc trưa, mà trời lên cao chót vót, cái bụng của nó reo lên hồi nó mới dậy để kiếm gì đó bỏ vào miệng. Việc bốc mộ là một công việc đặc thù, chung quanh chẳng ai lắm làm. Nói đúng thì chỉ có một mình chú ba tôi, nên ngày nào cũng phải tiếp xúc với tử thi, xương cốt của người chết. Nói chung thì phần âm là chuyện hiển nhiên, được cái cũng nhờ phước nhà nên mọi thứ suôn sẻ. Rạng sáng hôm đó khi chú ba cùng thằng Phúc vừa về đến nhà, trời vẫn còn tối mịt, chỉ nghe văng vẳng tiếng gà gáy đầu tiên từ mấy ngôi nhà hàng xóm. Cuốc xẻng và đồ nghề vẫn còn mang trên tay, chú ba ngồi xuống cái ghế ở bàn trà ngoài sân. Ống quần của chú vẫn còn sắn lên cao tận đầu gối, tay mới vừa châm điếu thuốc dê đã nghe có giọng người đàn ông đứng ngoài cổng gọi với. Chú ba Lực ơi, cho bà Lực về chưa? Chú ba ngồi ở trong này nhòm người hướng về phía cổng, nhìn thử xem ai. Lại còn hỏi giờ này chú đã về nhà chưa? Vậy đoán chắc người này là vùng này, chỉ là tối quá nên chẳng kịp. Thằng Phúc vừa mới cất đồ vào nhà kho kế bên hông, tay chân nó còn chưa kịp rửa, vẫn ống thấp ống cao. Trên đống quần còn bắn mấy vết bùn xình, chứng tỏ đêm qua hai cha con đã mốc phải ngôi mộ ngập nước. Nó rửa vội tay chân ở mé nước trong sân, vừa rửa vừa ngửa mặt hướng ra ngoài.
Có, biết rồi, đợi chút ra ngay. Nó đi chân trần ra mở cổng. Người đàn ông bấy giờ niềm nở đi theo sau đó vào bên trong. Đến khi ngồi xuống uống trà, chú Ba nhận ra người ngồi trước mặt mình là trợ lý thân cận, được coi là quản gia, có vị trí quan trọng trong gia đình của ông chủ tịch huyện. Chú Ba miệng rít điếu thuốc dài một hơi. Người đàn ông ngồi xuống không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề. Bà nhà chúng tôi đợt này có đi xem thầy. Bà là khu mộ của cụ thân sinh ông nhà, đừng không có tốt, cần rời mộ sang nơi khác. Trong vùng ai cũng biết ông làm người bốc mộ. Ông cứ ra giá đi, cho một ca bao nhiêu. Người đàn ông khi này trở nên nghiêm túc, nụ cười già nà khi mới đến cũng đã biến mất. Nhông có lưu ý gì không? Khi hạ huyệt trông cụ, ông nhà chúng tôi có chôn thêm nhiều món đồ có giá trị, nên lần này ông nhà muốn ông bốc toàn bộ những món đồ đó lên, gói ghém chúng với xương cốt công cụ. Vậy thì tôi tính thế này, nhông về báo lại vông chủ tịch, nếu thấy được thì qua lại nhắn tôi. Chưa ba ngả giá, người đàn ông chăm chú nghe gật đầu. Thấy người nhà ông chủ tịch gật đầu ngay với mức giá đó, chú nở một nụ cười như có như không. Công thầm cảm thấy đúng được người có tiền, giá trên trời họ cũng chịu. Cuối cùng chốt hạ lại ngày bắt đầu bốc mộ là vào tối của ngày ngày sau. Khi người đàn ông rời khỏi nhà chú ba cũng đã lúc hừng đông, mà trời vừa bắt đầu nhố lên ở đường chân trời phía xa. Chú ba rửa sạch tay chân bên ngoài, vào phòng khách thắp nén nhang đầu ngày cho nhà có chút hơi ấm. Phúc thì cũng đã vào phòng ngủ từ đời nào. Chú đi sắp xếp lại đồ đạc ở bên dưới nhà, mà nắp rồi cơm thích còn chút cơm nguội, bèn thở ngắt ra một cái rồi đóng nắp lại. Trở về phòng đánh một giấc ngủ bù. Trong giấc ngủ chập chờn ở tuổi trung niên, dưới màn sương trắng xóa, chú lờ mờ thấy bóng dáng của người đàn ông đứng từ xa nhìn mình. Chú ba mơ hồ đi thẳng về người đó, nhưng càng tiến lại gần người đó lại càng như xa hơn, dù chân của người đó chẳng di chuyển chút nào. Khi chú đuổi đường đến chỗ người đó đứng ban nãy thì bóng hình đó biến mất. Chú không biết đó là ai, vì sao lại gặp mình. Khi chú đang chống hai tay xuống đầu gối thở vì mệt, trong không gian vắng vẻ không có một bóng người. Giọng nói nghe như của một người cao niên, thành âm lúc gần lúc xa, lúc bên trái khi bên phải, nhưng chất giọng lại vô cùng đanh thép, cứ như đang cảnh báo chú ba vậy. Con tao chôn vàng chôn bạc, chú bày chớ có tay may tỏ mỏ tọc mạch. Bốc cốt tao thì bốc cho trọn vẹn cho đàng hoàng, chú bày mà bốc thiếu một màu tao về vặt cổ đấy. Chú ba không phải là người yếu bóng vía, làm việc bốc mộ này cũng chẳng phải là một hai năm, nên cũng nhận định được cái người ban nãy mình đuổi theo không phải là người sống. Khi mà còn đang chống tay thở dốc, một đôi giày vải đứng kế bên. Chú dần ngừng thở dốc, đôi mắt dán chặt vào đôi giày đó. Từ khi mơ giấc mơ kỳ quặc này, chú nhớ chẳng có ai chung quanh, chỉ có chú và người đàn ông đó. Chú quay đầu nhìn sang cố nhìn xem là ai, nhưng khi ánh mắt di chuyển tới đầu gối, đôi giày đó biến mất, chỉ để lại một ngôi mộ lớn đừng xây dựng khang trang, đứng sừng sững giữa khu đất trống. Nhìn qua là biết chủ nhân của ngôi mộ này chắc chắn phải xuất thân là một gia đình giàu có. Toàn bộ ngôi mộ đều được ốp đá, là loại đá hoa cương sáng bóng. Áo quan to lớn được ốp bằng đá nguyên tảng, không một vết cắt xước. Bốn cái trụ được chạm khắc hình rồng uốn lượn từ dưới lên trên. Cho ba tiến chậm chậm lại trước ngôi mộ, cho híp mắt lại cố gắng để đọc thông tin trên tấm bia mộ. Cũng được làm từ tấm đá hoa cương nguyên khối. Thông tin thì chú không rõ, nhân hình của người trên tấm bia kia thì chú thấy rõ. Chú vội bước giật lùi về đằng sau, vì tấm hình đó chính là cha của ông chủ tịch huyện, mà mới rạng sáng ngày nay người nhà ông ta đã qua đặt chú đến bốc mộ. Người đàn ông trên tấm bia kia không cười, nhìn những ngôi mộ khác thường thấy, ánh mắt ông ta mang theo một vẻ như là căm tức, sắc lạnh mà nghiêm nghị, chừng chừng nhìn vào người đối diện. Từ áp lực của đôi mắt sắc lẹm đó, chú ba bừng tỉnh trong hiện thực, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo. Chú thở dốc không ra hơi, vừa lấy can nước đầy ở đầu giường tôi từng hơi dài. Sở dĩ chú nhận ra chủ nhân của ngôi mộ đó là cụ nhà thân sinh của ông chủ tịch huyện, vì có một lần ông cũng đi bốc mộ cho mẹ của ông chủ tịch. Khi đó chú cũng gặp ông ta duy nhất một lần. Sau khi rời mộ vợ ông lão được chừng 6 tháng
thì ông ta mất. Nghe tin báo tử là đột quỵ rồi chết khi đang ngủ. Con dâu của ông ta, vợ chủ tịch huyện ấy, là bà Lam, một người phụ nữ kín tiếng. Lúc trước chúng nghĩ bà ấy là một người phụ nữ hiền lành, ít tiếp xúc với người khác. Nhưng từ cái lần chúng bốc mộ cho mẹ chồng thì chúng biết thêm người phụ nữ này là một người tin tưởng tuyệt đối vào việc coi thầy bói toán. Tuy nhiên chính quyền vẫn luôn bài trừ và tuyên truyền những tác hại về việc mê tín dị đoan. Ông Sơn chủ tịch huyện lại chẳng thể khuyên nhủ được vợ, nên không để cho bà tiếp xúc nhiều với những mối quan hệ của mình, vì ông ta chỉ sợ ngộ nhỡ bị phát hiện ra chuyện này, chức vị của ông cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người không biết thì họ thấy gia đình ông Sơn kỳ cục. Có người còn bảo vợ chồng ông bất hiếu khi chôn mẹ ở đằng đông, còn cha thì hạ huyệt ở đằng tây, đến khi nhắm mắt xuôi tay lại chia cắt cha mẹ của mình. Nhưng chú bà biết việc này chắc chắn do bà Lam đi coi thầy. Ông Sơn bên ngoài có thể hô mưa gọi gió, nạt nộ lớn tiếng, chứ về gặp bà Lan thì chẳng dám hó hé. Nhớ lại cái hồi đi bốc cốt cho mẹ ông Sơn, đã đấy đang độ trời trở lạnh, do đêm thổi thấp, ngoài đồng trống lại càng lạnh hơn. Ông ta run rẩy lỡ làm rớt đồ, liền quay sang co ro nhìn vợ. Khi ấy bà Lam trợn trừng ngay con mắt, rồi ông Sơn vội vã tỏ ra biết lỗi, cúi xuống nhặt đồ lên. Nên cái chuyện chôn cất mộ phần của hai ông bà ở đâu, chôn ngày nào giờ nào, ai động thổ này kia, đều là do bà Lam làm cả. Nên cái người đáng sợ thực sự trong nhà cung chủ tịch là bà Lam chứ không phải ông Sơn. Trở về với hiện thực, chú bà không biết lý do tại sao mình lại mơ thấy người đàn ông đó. Nhưng những giấc mơ người chết vì báo mộng chắc chắn không phải điềm lành, hoặc là cảnh báo, hoặc là nhờ vả. Nhưng những gì mà ông cụ ấy đã nói trong giấc mơ thì chắc chắn đó là cảnh báo. Chú bà lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong bụng. Chuyện bốc thiếu xương cốt này chắc chắn không thể. Một phần vì nó là đạo đức nghề nghiệp, một phần nó là sự tôn trọng cuối cùng với người đã khuất. Còn chuyện vàng bạc chôn theo ông ta, cho bà tôi chẳng mấy hứng thú để tâm. Đó giờ cũng đi làm cho nhiều nhà giàu có, vàng bạc như nào mà chả thấy. Nhưng đồ của người chết, người sống không nên tò mò tay máy. Nghĩ tới nghĩ lui, hai điều mà ông cụ cảnh báo chú đều không thể xảy ra. Nghĩ nhiều lại không khéo thành ra lo bộ trắng răng, chứ ngồi dậy chẳng thèm bù nữa. Hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, chú bà pha một bình trà đặc quánh, vừa ngồi hút thuốc vừa uống nước, vừa ngồi chỉnh lại mấy món đồ để đi bốc mộ. Như thường lệ, người đi chợ cho nhà chú ba là cô hai. Cứ đứng 9 giờ sáng là cô từ chợ đi về, ghé qua nhà đưa đồ ăn cho chú. Sáng nay cũng không phải ngoại lệ, cô hai đứng từ ngoài cổng ý ới gọi vào trong. Chú ba ngó ra xem thử là ai, thì chị mình thì biết đưa đồ đến. Chú nói vọng ra: "Chị đợi em một chút, em vào lấy cái giỏ qua đưa chị." Chú ba buông đồ ở trong tay, chạy vội xuống nhà dưới, vừa lấy cái giỏ đan bằng chè đạn cũ, rồi đưa ra cho cô hai. Cô hai cũng giống như mọi ngày, đưa đồ xong cô nhìn nghiêng ngó dọc gương mặt của chú, như dính một thứ gì đó trên mặt. Chú ba thấy kỳ lạ cho nên hỏi: "Bộ chị hay ngó gì vậy?" "À, nhưng mà không phải ta lo cho mày, mà là thằng Phúc. Chị vào đây." Chú ba vội mở cửa cho cô đi vào. Hai người ngồi chú bàn chàng ngoài sân. Sau câu nói lấp lửng của cô, chú ba tự nhiên đâm lo. Một phần vì ngày xưa thằng Phúc cũng từng quậy phá, thời điểm đó một mình chú đi làm nuôi hai miệng ăn. Nên ngay khi nghe cô hay nhắc đến con của mình, chú như thể bị chọc vào cái đinh trong người. Còn lời của cô hay nói, chú ba cũng chưa từng nghi ngờ, vì cũng đã nhiều lần cô hay phán điều gì, y như rằng một thời gian sau, và cái lúc người ta không ngờ nhất, nó lại xảy tới. "Chị nói em nghe, thằng Phúc làm sao?" "Ta không chắc, ta đã nào thấy nó đâu. Thế nhưng mà ta thấy sắp tới cha con bây có vận hạn đó, nặng đó. Nhưng mà ta đoán chừng nguyên nhân là do thằng con mày phần nhiều." Sau đó không rõ hai người nói gì, chỉ biết cô hai càng nói mà chú ba lại càng thêm lo. Đến gần trưa cô hai trở về nhà, thằng Phúc ngủ một mạch cho đến đầu giờ chiều bước chân xuống giường. Nó bò cả bữa sáng lẫn bữa trưa nên cái bụng nó đói meo, cồn cào kêu rụt rọt. Cái thân người nó gầy còm, cởi áo ra chẳng khác gì những thằng nghiện. Tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở,
lò dò nó đi chân đất thất thểu vào buồng vệ sinh. Như mọi ngày, nó vừa xoa cái bụng lẹp kép của mình đi xuống bếp lục lọi đồ ăn. Nó bới một tô cơm đầy, cầm mấy miếng thịt luộc dưới nước mắm rồi bê ra ngoài sân. Chờ bà đi đâu về không biết, thấy thằng Phúc đang ngồi ăn cơm, chú lại ngồi đối diện nó, cởi cái nón đội ở trên đầu, nhau mắt nhìn. Thế cha này nhìn mình long dom, nó vừa nhai một bụng cơm trong miệng vừa ngửa cổ hỏi: sao này cha nhìn con hoài vậy, bộ có gì kỳ hả cha? Bây nó xong tô cơm mới ta nói chuyện. Lòng cậu Phúc bấy giờ trộn rộn khi nghe cha nói lấp lửng như vậy. Nó bắt đầu ăn chậm nhai kỹ hơn, vừa nuốt vừa tự suy nghĩ trong tâm đủ thứ chuyện. Nhưng suy đi tính lại đã một thời một hồi, rồi nó tự đồng ý với bản thân nó chẳng làm gì sai. Chú bà ngồi đó chờ đến khi nó ăn xong, đặt cái tô xuống bàn, chú mới kể cho nó nghe về giấc mơ ban sáng, về lời cảnh báo công cụ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và cả nỗi lo của cô hai. Thằng Phúc không biết nó có nghe lọt được chữ nào không, nhưng nhìn mặt nó vẫn tỉnh rồi. Còn chú ba sau khi nói rõ dặn dò kỹ càng, nhưng nhìn thái độ của nó chú lại càng lo, chứ chẳng hề an tâm được chút nào. Nhìn bóng người của nó gầy nhòm rồi đi khuất dạng, chú cứ thấy trong lòng nóng gian như lửa đốt. Chú nhớ tới lời cô hai, đứng dậy và thắp nhang cầu khấn ông bà với thím ba đi theo phù hộ cho thằng Phúc. Cũng chẳng phải tự nhiên mà chú đâm lo, mà mới hồi trưa nay cô hai mới nhắc lại cái chuyện hồi thím ba vừa sinh thằng Phúc. Hồi đó chẳng biết tại sao mà khi nó vừa cất tiếng khóc đầu tiên, cô hai đã bấm quẻ coi bắt tự ngày sinh tháng đẻ của nó. Cô chỉ có hai đứa con gái, thằng Phúc là đứa cháu trai đầu tiên, nên cô cũng muốn ngó xem vận hạn của cháu mình. Ai ngờ gieo quẻ lại ra quẻ hung. Mà khi đó thím ba vừa sinh nó xong thì mất. Gia đình vui buồn đan xen, cho ba vừa lo tăng sự cho vợ, vừa chăm cho đứa con còn nhỏ, nên cô hai không nói ra sự tình. Mãi khi Phúc lớn, khi nó đã đi học, cô hai mới kể cho chú nghe về quả bói hôm ấy. Quả bói ngày đó của cô hai cũng đoán gần được hết những gì đã xảy ra trong cuộc đời của Phúc, chỉ ít là tính tới thời điểm nó được 18-20. Thằng Phúc khắc mẹ, cũng không hòa hợp với cha, tính tình ngổ ngáo khó dạy bảo. Nó không chống đối hẳn hoi ngoài mặt, nhưng trong lòng luôn tồn tại ý định không phục. Sau này khi nó bắt đầu theo chú ba làm nghề bốc mộ cải táng, cậu hai có âm thầm gieo thêm một quẻ, xem có phải khi nó lớn rồi thì nó biết nghĩ trước sau, hồi tâm chuyển ý. Nhưng ai ngờ lại là quẻ hung khắc, lần này còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Cậu hai không biết đại nạn của nó là gì, nhưng từ trước khi đến năm tuổi 25, nó sẽ đi qua một cái hạn cực lớn. Nếu không qua được chắc chắn không thể sống. Đó là những gì mà cô hai biết, cô kể cho chú ba và cẩn dặn chú dặn dò nó kỹ càng. Hiện giờ thằng Phúc chỉ mới có 24, còn 3 tháng nữa mới tròn 25. Chẳng lẽ chú cứ mang mãi nỗi lo này đằng đẵng 3 tháng trời. Còn về phần của Phúc, chuyện cô hai nói nó tin hết. Trong nhà này chỉ cần cô hai bảo không được thì nó chắc chắn không làm. Nên kể cả là quẻ bói của cô có đúng hay không thì nó vẫn tự nhủ một lưu ý trong lòng. Nhưng nó không nghĩ được là mình sẽ phạm phải cái sai lầm nào đem đến họa chết người như vậy. Và nó đinh ninh trong đầu rằng cô hai của nó không phải là thầy dòm, chỉ biết phán bừa phán đại, nên nó tin dù có chuyện gì xảy ra thì cô hai cũng có thể giúp được nó. Nó đi vào trong phòng, vừa nằm được một chút thì tiếng chuông điện thoại làm cho nó giật mình. Người gọi tên nó nhấp nháy trên màn hình, nó chỉ một tiếng rồi tắt máy. Giọng điệu của nó nhẹ nhàng khác hẳn với cái ngữ điệu cáu gắt vừa rồi. Anh Bảy gọi em mà. Chừng nào mày trả tiền thu độ tao hả? Tao kéo tới nhà mày là ông già mày mệt chuyện đó. Giọng của người đàn ông bên kia hùng hổ hét lớn vào loa. Em nhớ tiền em thu anh Bảy mà. Mấy nay em cũng đang gom góp đây sắp đủ rồi. Anh giáng thư cho em thêm một ít ngày nhá. Em bốc thêm mấy cái mả nữa là em trả cho anh cả gốc lẫn lãi, tuyệt đối không dám thiếu à. Mày khôn hồn lo tiền trả tao trước ngày kia. Ngày kia là mày không mang đủ tiền qua đây á, tao quan lụm nhà mày đó. Nói rồi tiếng tút tút kéo dài từ điện thoại vọng lại. Thằng Phúc hết cười nổi, nó bật tôm ngồi dậy, vứt cái điện thoại sang cấp giường. Sau khi xác định không có cha ở đây, nó lấm lét đóng cửa phòng lại rồi khóa trái từ bên trong. Nó đi đến tủ quần áo,
Sau khi ném một mớ đồ lên trên giường, nó thò tay vào bên sâu trong góc tủ, lấy ra một cái hộp thiếc tròn nhỏ. Nó ngồi trên giường mở nắp hộp, màu vàng óng ánh bên trong phản chiếu. Bên trong là chiếc hộp là vàng, nhẫn có, lắc tay có, dây chuyền cũng có. Tuy không nhiều nhưng cũng khá khá. Nó cẩn thận ngồi đếm lại, tất thảy có bao nhiêu cái nhẫn, bao nhiêu cái lắc tay, bao nhiêu cọng dây chuyền. Bắt đầu nó nhầm tính thành một con số, nhưng rồi nó vẫn cau mày, số vàng này vẫn chưa đủ để cho nó trả nợ thằng cha kia. Và rồi nó nhớ tới bần nãy cha nó có kể về giấc mơ ban sáng, hai đêm sau chợt con nó đi bốc mộ cho cha của ông chủ tịch huyện. Nó thừa biết gia đình đó giàu có nứt đố đổ vách, lại nghe cha nó dặn bốc hết số vàng chôn theo ông già, tại vì ông cảnh báo trước một số lượng vàng lớn được mai táng theo. Nó chỉ nghe đến chữ vàng, chứ nó không còn nhớ gì đến lời cảnh báo của ông cụ hoặc là lời nhắc của cha. Phải rồi, chôn cho người chết nhiều vàng, nó có lỡ tay thó đi vài cái thì người nhà sao biết được. Chỉ cần chót lọt là nó có thể hiên ngang đập thẳng số vàng này vào mặt của thằng cha bảy. Nghĩ tới cảnh đó nó thấy sảng khoái. Thế là nó vừa huýt sáo vừa đem cái hộp thiếc đó cất đi. Như vậy cũng đã rõ, số vàng mà nó để trong hộp thiếc là vàng mà nó ăn cắp được từ mấy vụ bốc mộ. Chỉ cần phi vụ này chót lọt như những lần trước, nó sẽ có một khoản tiền lớn để trả cho cha bảy kia, rồi sư thêm một ít để thoải mái tiêu xài. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống chẳng mất chút công sức nào cũng dư giả. Nghĩ tới cảnh đó thôi mà Phúc cười lớn. Cuộc sống của nó đúng là chẳng khác nào há miệng cũng có sung dụng mà ăn. Nó nằm trên giường ngẩng mặt lên trần nhà, miệng không khép lại được. Tiếng có cửa phòng vang lên làm cho nó giật mình. Nó quay sang nhìn, chợ bàn đứng bên ngoài cửa vừa gõ vừa vặn vặn thử cây tay nắm đã bị nó khóa từ bên trong. Còn đến tiếng thứ ba thì tiếng cạch của cây chốt vang lên. Thằng Phúc vừa gãi cái đầu rối tung, vừa ngáp một hơi rõ dài, mặt nhắm mắt mở nhìn cha trước mặt. Mày mần cái gì trong đó mà khóa cửa? Con có khóa à? À cha, nãy con sơ ý đó, có gì không cha? Thằng Diệp nó qua kiếm mày, nó đứng ngoài cổng, mày có đi ra thì ra với nó. À vâng ạ. Cho bà nói xong thì bỏ đi. Trước khi đi chứ còn dặn thằng Phúc nhớ lời mà mình đã nói hồi trưa nay. Thằng Phúc cũng nghe được chữ không, xoay đừng lấy vội cái áo máng ở cửa rồi phóng ra ngoài. Cho bà đứng từ dưới nhà vẫn còn nghe tiếng Phúc vừa đi vừa huýt sáo. Chồng nó có yêu bộ yêu đời lắm, chứ không biết mới mở mắt ra nó trúng số hay gì mà tự dưng vui vậy. Nhưng chú chỉ mong nó không sao. Nhìn nó vui như vậy chứ trong lòng của chú lại nóng lắm, cứ có cái gì đó như lửa bùng lên thiêu đốt trong bụng vậy. Thằng Phúc đi với bà nó từ đầu giờ chiều chỉ còn sáng bừng, mà trời còn đậu trên đỉnh cho đến khi tối mịt, chẳng lên cao vút nó mới về nhà. Chứ bà một mình quanh quẩn với mấy công việc ở nhà cũng đã thành quen, loanh quanh luẩn quẩn cũng chỉ có một mình. Chứ cũng đã có tuổi nên đi ngủ từ sớm, chẳng bao giờ chờ thằng Phúc nó về. Chẳng phải chú không lo cho nó mỗi khi nó ra ngoài, nhưng mà chú chẳng biết khi nào thì thằng con của mình trở về nhà. Bữa sớm bữa muộn, sức khỏe chú cũng không còn quá khỏe. Thằng Phúc về trước cầm, thấy cửa đã khóa, còn cửa lớn thì đóng kín, trong nhà cũng không bật đèn, thì nó biết chú bà đã đi ngủ từ lâu. Nó luồn hai tay qua cửa, thành thùng cắm chìa khóa và mở cầm. Nó rón rén bước chân lên chậm chậm từng bước qua phòng ngủ của chú, nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa rồi nhảy tọt vào trong phòng của mình. Nó bật đèn lên, căn phòng vẫn như mọi ngày, bừa bộn lộn xộn ngổn ngang. Chờ bà quét dọn nhà cửa không sót phòng nào, nhưng thằng Phúc đã nói nó tự dọn dẹp chỗ của mình nên chú cũng không động tới. Chỉ là chú trăm tính vạn tính cũng không ngờ được, cái cớ con trai mình nói chỉ là để che giấu, không cho chú biết cái chuyện nó lén cắp vàng trong những lần đi bốc mộ. Nó xả mồm xuống, cởi cái áo máng lên cửa, chả hai bàn chân vào nhau rồi leo lên giường đi ngủ. Một đêm bình yên trôi qua, ngày mới lại lên, các công việc của chú bà vẫn như hôm trước. Hôm nay thằng Phúc dậy sớm hơn mọi ngày, nhưng nó không ở nhà. Nó chỉ bảo chú nó đi ra quán ngồi chơi điện tử với mấy đứa bạn. Khi đó chú đang bận mấy con gà phía sau nên cũng chỉ ậm ờ thôi. Việc nó nói đi đâu chú chỉ nghe vậy thôi, chứ chú có bảo không được thì nó cũng vẫn cứ đi.
Chưa bà sau khi lo xong việc nhà thì qua bên nhà cô hai để thắp nhang cho gia tiên. Lần nào cũng vậy, chắc lúc chưa đi bốc cốt cho nhà nào thì cũng đều qua điện thờ của cô hai thắp nhang. Cậu hai ngồi gác chân ở trên ghế với nhâm nhi ly trà đặc quánh sóng sánh thơm phức và nhìn từng hành động của chú. Chưa bà thắp nhang xong quay lại thấy cô hai đang nhìn mình thì lấy làm lạ. Chưa bao giờ cô lại nhìn chú với thái độ kỳ cục như vậy. Đoán chừng có chuyện gì mà cô hai muốn nói nhưng chưa nói được. Không đợi cho chú ba chờ lâu, cô hai đặt chén nước xuống một cách dứt khoát, cầm cái quạt nằn kế bên quạt phành phạch. Vợ quạt vừa nhịp nhịp cái tay trên bàn, nói với chất giọng chắc nịch. Bà này, ta nói mày nghe, ta cứ thấy cái chuyện này hai cha con bay không được lành. Ta không nhìn ra cái chuyện gì nhưng mà ta thấy khó lắm. Thôi thì phòng trước đỡ phòng sau, ta đưa cho hai cha con bay hai cái bùa, ở thì coi là bùa bình an đi. Tối mai hai cha con bay đi làm thì mang theo đeo trên cổ, yên tâm là không ảnh hưởng gì đến nhà bên kia. Không đợi cho chú ba tôi kịp phản ứng, cô hai đứng dậy đi vào bên trong. Chú ba đặt chén nước xuống nhìn ra ngoài sân, đều mắt híp lại vì nắng. Đợt này đang là mùa mưa lũ, ngoài con sông chảy nước cuồn cuộn, mưa nhiều nước dâng cao sóng cũng lớn. Trời mưa thường về chiều đất ẩm ướt nhiều nơi, đợt này đi bốc trúng mấy ngôi mộ bị ngập nước, ê người phải biết. Thường những trường hợp như vậy chú phải làm rất lâu, vì chỉ sợ sót mất một mảnh xương lẫn trong nước ở bên dưới thì mang tội với người chết. Và cũng vì vậy mà những vụ bốc cốt như vậy chú thường lấy giá cao. Cũng như trường hợp mộ ông cụ thân sinh của ông chủ tịch cũng vậy. Không may là ông trợ lý của chủ tịch đến và nói rõ tình hình trước, nên chú dám đưa ra giá cao, không tránh việc sau khi xong nhà họ lật lọng không chịu trả thêm. Đợt này bốc mộ cải táng cho ông cụ cũng là vì bà Lam đi coi thầy. Thầy bảo rằng khu đất đó bắt đầu có nước ngập rồi. Quan tài của ông cụ ngập gần quá nửa, cho nên cần phải di rời sang khu đất khác địa thế cao hơn. Còn lý do tự dưng đang yên đang lành bà ta lại đi xem thầy là vì con trai út của bà cứ ốm đau điên miên, đi khám từ đông y sang tây y, dùng đủ loại thuốc từ bắc tây nam nhưng không khỏi. Hết biết đường đi nên bà Lam đi cầu cứu ông thầy ruột của bà. Thế là ông trợ lý lại có thêm hai việc mới. Một là đi liên hệ với người bốc mộ với yêu cầu bà Lam là giá cao đến mấy cũng được, miễn là có người chịu bốc mộ cho ông cụ. Hay là đi tìm khu đất theo chỉ dẫn của ông thầy. Miên man tới đây, chú mới nhớ ra một điều thắc mắc. Cô hai là thầy pháp nổi tiếng trong vùng, có mấy người trên tỉnh còn xuống đây cậy nhà. Nhưng chỉ riêng bà Lam, một người cùng tín đến vậy mà lại chẳng ghé qua điện thờ này bao giờ. Cô hai đi từ dưới nhà lên, đặt cái hộp gỗ nhỏ xíu, chưa được nửa lòng bàn tay người lớn, đã xuống bàn rồi để đến trước mặt chú ba. Chưa cầm lên bỏ gọn vào trong túi áo trước ngực, chú nhìn cô hai rồi hỏi. Chị à, sao tôi chưa bao giờ thấy bà Lam và ông Sơn chủ tịch huyện mình đấy? Bà ta qua bên điện thờ của chị làm lễ hay coi bói? Tôi thấy mấy cái người ở xa lắc xa lơ chút trên tỉnh mỗi tháng còn ghé xuống đây một lần cơ mà. Cái con mẹ đó mà tao thèm coi, gớm chết thầy tao. Bộ mày chuẩn bị làm gì cho bên nhà đó hay chi mà hỏi? Vâng, tối mai tôi với thằng Phúc qua bên mộ của cha ông Sơn bốc cốt. Nghe nói bà Lam đi coi thầy, kêu khu đất đó ngập nước, nó ngập được nửa cái quan cũng cụ rồi, nên nhờ tôi có bốc cốt để rời sang chỗ khác. Chết đời, con mộ ghê gớm đó một tay điều quân khiển tướng hết cái nhà đó. Chưa ba tò mò trước giờ chứ không nghe gì đến chuyện cô hai với bà Lam có mối quan hệ, chứ đừng nói chi đến việc hai người này có xích mích thù hận với nhau. Nhưng nhìn thái độ xì xói của cô hai với bà Lam, chưa đoán chắc rằng trong quá khứ bà Lam với cô hai từng choảng nhau vụ gì. Cô hai uống miếng nước cho thấm giọng, đặt chén nước xuống, cô thở ra một hơi dài, cầm quạt lên phe phẩy vừa nhìn ra ngoài sân vừa kể. Đông là giữa cô hai và bà Lam có chuyện lùm xùm với nhau, câu chuyện oan nghiệt xảy ra từ khi cả hai còn ở độ tuổi vị thành niên. Cái đó ông Sơn mê cô hai như điếu đổ, cô hai thì không để tâm đến tình cảm của ông, còn bà Lam thì lại thương ông Sơn. Thế là cứ một người theo đuổi một người, rồi một người khác lại theo đuổi hai người họ. Mãi cho đến khi cả ba đã trưởng thành, cô hai cũng đến tuổi lấy chồng, ông Sơn dám đến tận nhà thổ lộ tình cảm, chỉ là bị cô từ chối thẳng thừng. Khi đó bà Lam cũng đã có mặt tại sân nhà ông nội tôi.
Chứng kiến người mình thương bị phố vàng, bà ta mắng xối xả cô hai tôi dữ rồi. Nhưng cô hai là không quan tâm đến hai người đó, nên chẳng để ý quay lưng đi vào trong. Nhưng tưởng rằng sau khi đất tỏ tình thất bại, ông Sơn sẽ từ bỏ ý định theo đuổi cô. Ai dè ông ta không những từ bỏ, mà thời gian và số lần xuất hiện trước mặt cô ngày càng nhiều hơn. Mỗi lần ra ngoài đều phải có ông nội hoặc là chú ba và ba tôi đi cùng, vì cô sợ gặp phải ông Sơn, cái chặn đường đón đầu, vừa mất thời gian cả hai mà còn khiến cho cô bực mình. Đỉnh điểm là ông Sơn đã tuyên bố dõng dạc trước trường và bạn bè rằng cả đời này chỉ thương mình cô hai, nếu không cưới được cô thì không cưới ai cả. Và thế là mọi người chuyển từ trạng thái âm thầm bàn luận về mối tình ba người này thành công khai chỉ trỏ. Đã công chính là câu chuyện đỉnh điểm khiến một người đàn bà kiêu hãnh như bà Lam cảm thấy mình bị xúc phạm. Sau cái ngày tuyên bố đó khoảng chừng một tuần, ông Sơn quay phát thái độ với cô hai tôi. Ông ta không còn săn đón cô hai như trước. Có vô tình chạm mặt nhau, ông ta cũng tỏ khó chịu và cáu gắt rồi bỏ đi. Khi nghe có người nhắc đến cô hai tôi, ông ta còn lớn tiếng mắng mỏ người khác. Thậm chí ông ta còn từng đánh một người suýt nữa vào viện chỉ vì nó nhỡ miệng hỏi ông ta vì sao không còn thương cô hai tôi như trước. Ông Sơn bắt đầu buông tha cho cô hai tôi và chuyển đối tượng là bà Lam. Những cách đối xử khi đó người ta đều nhận định ông ta là người thương bà Lam. Và bà Lam bắt đầu khoe mẽ về tình cảm của cả hai người, rồi là vô tình hay cố ý để muốn cho mọi người và đặc biệt là cô hai tôi biết rằng người được ông ấy yêu thương là bà ta. Đối với mọi người thì đó là một câu chuyện kịch tính thời điểm đó, còn đối với cô hai tôi nó là vừa chuyện hài vừa là một sự giải thoát. Và cô hai cũng chưa từng thắc mắc vì sao chỉ một thời gian ngắn ngủi mà ông ta có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy. Phải mãi cho đến khi bà Lam và ông ta kết hôn được 3 năm, nhưng cũng chẳng có động thái gì. Mẹ của ông Sơn bắt đầu muốn ông ta thôi bà Lam để cưới vợ mới, thì bà ta mới tìm đến cô hai. Đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau nhiều năm tránh mặt. Thời điểm đó thì cô hai cũng đã lấy chú và có với nhau một đứa con gái. Khi bà Lam đến điện thờ, cô hai không cho bà vào trong mà chỉ đứng bên ngoài tiếp chuyện. Vừa gặp mặt bà Lam đang hỏi cô hai, liệu có bùa chú hay phép thuật nào có thể giúp cho bà ta đậu thai được không? Bà ta sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Cô hai dĩ nhiên từ chối vì mấy cái loại cấm thuật dơ bẩn này. Dù cô có biết hay được trả giáo đến đâu thì cô cũng tuyệt nhiên không làm, vì cái này có liên quan đến tuổi thọ và mạng sống của con người. Nhưng mà điều làm cô thắc mắc là vì sao bà Lam lại biết đến bùa ngải và chú thuật. Cho dù muốn có con đến đâu cũng không thể mạo hiểm như vậy. Sau khi thì cô hai từ chối, bà Lam tức giận bỏ về. Còn cô thì cũng sẽ âm bình đi nghe ngóng chút bình tĩnh. Và kết quả là thứ mà cô hai không bao giờ ngờ tới. Thời điểm đó ông Sơn quay phát thái độ với cô hai là vì bị bà Lam dùng bùa yêu. Nhưng thời điểm đó bùa chú kéo thời gian không quá dài. Cứ một tháng bà ta lại phải đến để xin thầy thêm. Nó giống như kiểu gia hạn gói bùa yêu vậy. Tiền nào thì của đó, bà ta dùng loại bùa yêu rẻ tiền nhất nên thời gian sử dụng cũng ngắn. Mà đến sau này khi đã đi làm, có được một số tiền ổn định, bà ta đổi thầy sang một ông thầy cao tay hơn. Lần này thì thời lượng của bùa yêu kéo dài đến nửa năm, thành ra cứ 6 tháng bà ta lại đến chỗ của ông thầy xin bùa. Còn vì sao bà ta không đến chỗ ông thầy đó để hỏi về chuyện con cái mà lại tìm cô? Là vì khi đó mẹ chồng bà ta chỉ cho bà ta được thêm một tuần để xử lý vụ ly hôn với ông Sơn. Mặc cho ông Sơn khăng khăng rằng không muốn thôi, và ông ta chấp nhận việc không có con hoặc có thể xin con nuôi. Nhưng khi đó giấy tờ nhà đất của họ vẫn chưa được ông bà Lập chi chúc sang tên cho ông Sơn và bà Lam. Mẹ chồng bà ta cũng nói rõ, chỉ khi nào bà ta sinh được con thì mới chuyển nhượng cho hai vợ chồng, còn không thì sẽ chuyển sang cho chị gái của ông Sơn. Và người mưu mô như bà Lam làm sao đứng trơ mắt mà nhìn khối tài sản rộng lớn rơi vào tay của người khác. Thế là bà ta bấm bụng làm điều sang gặp cô hai. Khi đó cô hai nghĩ bà ta bị cô từ chối thì sẽ thôi. Ai ngờ chừng 3 ngày sau cũng cận ngày hạn thì bà ta lại đến tìm cô hai. Và cô hai vẫn giữ thái độ như trước, từ chối yêu cầu của bà. Trước khi bà Lam rời đi, cô hai chỉ nói với bà ta một câu: tình yêu tự nhiên vẫn là tốt nhất, đừng cố gắng trói buộc bất cứ thứ gì bằng bùa yêu. Không bị cái này thì cũng bị cái khác quật cho chết.
Bà Lam quay lưng nhưng khi nghe câu nói đó, bà ta biết cô Hai đã phát hiện việc năm xưa bà ta làm. Bà ta quay đầu trừng mắt nhìn cô Hai rồi quay lưng bỏ đi. Sau đó không lâu, cô Hai nghe tin bà ta mang thai đứa con đầu lòng. Thay vì chúc mừng như những người khác, cô chỉ ngồi ở điện thờ và chờ tới ngày bà ta nhận quả báo mà thôi. Cho bà nghe cô Hai kể xong thì gật gù. Thì ra bà Lam mà mọi người biết với bà Lam thực tế là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Sau khi biết tường tận sự việc năm xưa giữa ba người bọn họ, cho bà cũng trở về nhà, bắt đầu soạn đồ nghề để tối nay bắt đầu công việc. Cho vừa làm vừa nhớ tới những gì mà cô Hai đã nói. Cô còn dặn, nói chuyện với bà Lam thì cũng phải cẩn thận. Bà ta có thâm niên tiếp xúc với bùa ngài, nên thủ đoạn cũng cao tay. Tốt nhất là hạn chế tiếp xúc với bà ta. Thằng Phúc không biết đi đâu nhưng đến giờ chập choạng tối thì nó trở về nhà. Nhìn bộ dáng thất tha thất thểu của nó đi từ ngoài sân vào, cái tướng gầy còm như đứa nghiện. Cho bà biết thằng con của mình đã về. Nó về thì cũng đi thẳng vào trong phòng. Một lúc lâu sau nó mới đi ra ăn cơm. Cho bà ăn xong trước, chỉ đưa cho nó lá bùa bình an mà ban chiều cô Hai đã đưa. Nó ngồi đó ăn ngấu nghiến. Lá bùa chú ba đưa cho nó cũng bị bỏ lại trên bàn. Sau khi ăn uống no say, nó đi vào trong phòng cài báo thức rồi đánh một giấc ngon lành cho đến lúc chuẩn bị tối nay đi bốc mộ. Tiếng chuông báo thức đồng hồ reo vang cộng thêm tiếng có cửa bên ngoài của chú ba làm cho thằng Phúc tỉnh dậy. Nó lề mề đi ra mở cửa phòng. Thấy chú ba đã mặc sẵn quần áo, chân cũng đã mang ủng, nó mới lề cái thân còn ngái ngủ xuống nhà vệ sinh rồi cùng chú ba bước ra bên ngoài. Chờ cho người nhà ông chủ tịch đến đón. Đêm khuya trời trong gió mát, tiếng lá cây đổ xô vào nhau nghe xào xạc. Văng vẳng trong đêm chỉ có mỗi tiếng côn trùng vọng lại từ cỏ cây. Chú ba ngồi hút điếu thuốc dê cho tỉnh người, làm mấy công việc buổi đêm này cần sự tỉnh táo rất nhiều. Ngày của chú càng phải làm càng phải tỉnh. Đang ngồi bâng quơ thì chú ba nhớ cái lá bùa mà hỏi thằng Phúc đang ngồi bấm điện thoại. Mày đeo cái lá bùa cô Hai đưa cho bàn sáng chưa? Rồi, con mang theo rồi cho khỏi lo. Nó câu có trả lời ngắt quãng. Cho bà thấy nó như vậy thì cũng thôi không hỏi thêm gì nữa. Chờ được thêm 5 phút nữa thì người nhà cùng chủ tịch đến. Hai người ngay chiếc xe máy dừng lại trước cổng nhà chú ba rồi đèo cho con họ đến khu mộ của ông cụ. Đi xe đêm trên đường gập ghềnh vào khu mộ lồm chồm đất đá, yên xe cứ gầm lên dập xuống. Chú ba phải bám sát vào càng lái xe, một tay vịn vai của người lái phía trước. Tới khi họ quẹo vào con đường đất này, chung quanh tối thui, không có lấy một bóng đèn đường. Thứ soi sáng suốt đường đi duy nhất là ánh sáng từ bóng đèn xe. Sau một hồi đoạn đường không quá dài, nhưng lại dòng lên sốc xuống đến tê cả mông. Cuối cùng hai người họ cũng đưa chú ba và thằng Phúc đến nơi. Khu mộ của ông cổ sáng nhất cả cái khu đồi đất này. Gia đình của ông Sơn cũng đã tới. Họ đến bằng ô tô. Chú ba nhận ra ông Sơn và bà Lam, còn người đang đứng ở bàn lễ đặt trước ngôi mộ, đoán chừng đó là ông thầy ruột của bà Lam. Lúc chú bà tới, ba người họ đang làm lễ, những người phụ giúp đều đứng nhìn chung quanh. Đêm xuống trời trở lạnh, trên núi thì ngoài gió thổi như vũ bão còn có cả sương. Vừa xuống xe, chú ba cố con mình vào trong chiếc áo khoác mỏng cho đỡ lạnh, nhưng khi thở ra thì làn khói mỏng vẫn tỏa ra. Có một người cầm theo đèn pin xuống đưa cho chú cùng với thằng Phúc lên ngôi khu mộ. Dưới ánh sáng chập chờn, cho bà mới nhận ra đó là ông trợ lý đến tìm mình hôm nọ. Ông ta cười chào hỏi rồi bảo hai người phía sau hỗ trợ chú mang đồ lên trên. Vừa lên khu mộ, mùi nhang chung quanh làm chú khó chịu bịt mũi, nhìn không được mà quay lưng hắt hơi một cái. Dưới không gian trống trải quạnh vắng, tiếng hắt hơi rõ to rồi nhỏ dần trong không khí. Chú ba xoa xoa mũi ánh ngại nhìn mọi người, kể trừ như biết mình đã vô ý. Còn ba người bên kia vẫn làm lễ. Đứng đợi thêm một chút nữa, ông thầy kia cũng đã cấn vái xong. Ông ta đưa bó nhang lớn cho hai vợ chồng ông Sơn đi cắm chung quanh khu mộ. Còn mình bắt đầu châm lửa đốt ba mâm giấy tiền vàng mã đủ loại. Ông trợ lý kéo chú ba qua một bên hút thuốc, chờ cho mấy người ở đó xong việc thì mới tới lượt chú ba làm việc. Chú nhận ra điếu thuốc từ tay cũng trợ lý. Chú hỏi nhỏ, mọi người lên đây từ khi nào? Nhìn tóc anh ướt hết rồi, chắc là phải đến từ sớm.
Bà nhà bảo chúng tôi 7 giờ có mặt tại đây để chuẩn bị các thứ. Chúng tôi nào đâu dám trễ nải. 7 giờ tụi tôi lên đây cả rồi. Đến tận 8 rưỡi vợ chồng ông bà mới lên. Còn ông thầy Pháp kia thì 9 rưỡi mới tới. Lúc hai thằng kia đi đón ông là xong. Chưa được nửa bài khấn đấy. Ông trợ lý nhìn sang chú mà cười. Ra là vậy. Thế này chắc cũng kỹ lắm. Thế bà nhà ông nể ông ấy giữ. Chú bà nói dò giọng nhỏ xíu. Ông thầy đó là thầy ruột của bà đấy. Không động vào được đâu. Bà ông thầy này nghe đồn cao tay. Bao nhiêu tiền ông chủ tịch con về. Cũng một phần nhà ông này coi phong thủy các thứ. Hồi đó nhà ông ấy mà vợ chồng ông bà chủ tịch mới có con. Từ đó bà nhà thần tượng ông thầy Pháp này lắm. Chuyện nhỏ chuyện to gì trong gia đình cũng tìm đến ông. Ông mà gật là bà nhà làm mạnh tay. Ông mà còn cau mày hay lắc đầu thôi. Là ai khuyên gì bà cũng nhất quyết không làm. Hai người đang đứng tán dóc phía sau thì có người gọi tới. Bảo phần lễ đã xong. Giờ tới lượt chú bà tôi bốc cốt ông cụ lên. Chú ba nghe thì cũng hút nốt điếu thuốc thật nhanh. Ném xuống đất. Đập lên để dập đóng lửa rồi đi lại chỗ của thằng Phúc. Bà nó sang bên đó cùng chú. Trước khi chú đến, bà Lam đã cho người đến đúng ngày giờ động quan trước. Bật mở sắt nắm quan tài bằng đá hoa cương bên ngoài. Chỉ dừng lên tạm nhìn cho đàng hoàng để làm lễ. Sau khi ông Sơn động thổ xúc tảng đất đầu tiên, thì tới lượt chú ba và thằng Phúc làm việc. Họ nhờ mấy người phụ việc ở nhà bà Lam bê phủ mấy tấm đá lớn. Từng tấm đá nặng trịch, chân bóng nhưng lạnh ngắt, đừng hạ dần và đặt ngay ngắn ở một góc của khu mộ. Chú đội trên đầu cái đèn pin. Sau khi mở đèn lên nhìn cảnh tượng bên dưới, chú cau mày. Mấy người đứng chung quanh cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ. Bà Lam cùng ông Sơn đứng ngay sau lưng chú ngưỡng người nhìn xem tình hình. Ai nấy đều ngạc nhiên. Bên dưới quả nhiên quan tài bị ngập nước quá nửa. Mấy năm trở lại đây khu đất này bắt đầu có dấu hiệu của việc sụt lún. Nước tràn vào chỗ trũng nên việc có nước cũng không có vấn đề gì. Chỉ là ngay trên nắp quan tài có một con rắn đen tuyền. Trên đầu có hai cái sừng nhỏ. Nó nằm im lìm trên đó. Đèn chiếu sáng cũng không động đậy. Chỉ thể lưỡi kêu xè xè. Chưa bà thì con rắn này xuất hiện ở đây là điểm không đúng. Sau này chú đã nhận quá nhiều lời cảnh báo nên chú không dám động tay chân với nó. Chú đứng dậy tắt đèn pin trên đầu. Nhìn vợ chồng ông bà Sơn rồi bảo. Tôi thấy con rắn ở đây cũng không phải là điều vô duyên vô cớ. Hai ông bà đi hỏi xem thầy xử lý thế nào. Sau khi xử lý xong hãy kêu tôi làm lại. Nói xong chú giang hiệu cho Phúc đi ra ngoài bờ đất. Bà Lam đi lại xe ô tô hơi cúi người nhẹ nhàng gõ cửa. Ông thầy bên trong hạ cửa kính xuống. Bà Lam bắt đầu kể lại chuyện vừa rồi. Sau khi hỏi ý ông thầy, bà Lam cho người đập chết con rắn vứt ra bãi đất. Nhưng không một ai dám làm chuyện này. Vì họ thừa biết rắn mà sống trong mấy khu mộ đều là rắn thần. Hơn nữa con rắn này lại còn có sừng trên đầu. Thế đám người mình nuôi không giết nổi con rắn, hơn nữa bà ta nghe lời ông thầy hơn. Kể cả ông Sơn cũng khẽ lắc đầu trước quyết định của bà. Bà Lam trừng mắt nhìn cả đám rồi cầm lấy cây xẻng gần đó tiến đến trước quan tài. Chát một tiếng, bà đập thẳng cây xẻng to đùng xuống trước con rắn. Và con rắn cũng không có ý định muốn bỏ chạy. Nó nằm ở đó và chết tươi ngay sau nhát xẻng của bà. Máu đỏ của con rắn chảy dọc quan tài trôi tuột xuống dưới. Hòa với hố nước đen ngòm bên dưới, bà Lam dùng cái xẻng đó xúc thi thể con rắn ném mạnh ra ngoài bãi đất sau khu mộ. Bà vơ cái gáo nước kế bên, hất thẳng xuống nắp quan tài cho nghít màu đỏ của máu. Mấy người đứng chung quanh nhìn hành động dứt khoát của bà mà cảm thấy sau lưng của mình lạnh lạnh. Ông Sơn trong vô thức bắt đầu sợ một loạt động tác nhanh gọn của vợ mình. Xong việc, bà giang hiệu cho chú ba và thằng Phúc lại. Mấy người chung quanh sơ phụ họ mang hải cốt và vàng được chôn theo ông cụ trước đó rồi đặt vào trong mâm gỗ đựng lót vải nhung mà bà đã chuẩn bị trước đó. Chứ bà sau khi xác nhận bên dưới không còn sinh vật nào nữa thì nhảy xuống dưới hố mộ mùa đầu tiên. Trên núi lạnh lẽo, nước trong hầm mộ còn lạnh hơn băng. Chân vừa chạm nước bên dưới đã như đồng cứng chôn dưới chân của chú. Chú bắt đầu kêu thằng Phúc đưa đồ nghề cho mình để gỡ nắp áo quan. Từng cây đinh đựng chú tháo ra nhanh gọn. Chú bảo mấy người đứng trên đó kéo nắp quan lên. Chú luồn dây thừng xuống bên dưới. Họ chỉ việc hợp lực là kéo lên. Sau khi nắp áo quan được kéo lên, nhà đàn pin mọi người mới thấy rõ tình hình bên trong quan tài. Nước ngập nửa cái áo quan, còn có dấu hiệu dâng lên cao hơn. Có một số cúc xương đã nổi lên nhưng vẫn chưa đủ. Chú bà gọi thằng Phúc xuống.
rút 6 cây nhang mà thằng Phúc cầm theo bắt đầu châm lửa. Bà làm thì chú bà đốt nhang, bộ mặt hớt hải, chỉ tay giọng gấp gáp. Này, ông tính làm gì đấy? Bà này chúng tôi cúng cả khu mộ này rồi. Ngày nào cũng có tổ nghề tổ nghiệp. Này là nghi thức xin tổ cho chúng tôi làm việc thành công. Xin người đã khuất chỉ đừng dẫn lối chúng tôi tìm đủ bộ phận hải cốt. Bà chị à, bộ bà chị không muốn thì hải cha chồng mình nguyên vẹn. Thấy thái độ của chú ba không vui, ông Sơn nói mấy câu xoa dịu cho không khí, rồi cũng kéo bà Lam ra ngoài. Họ ngồi trong cái lều đã được kéo bạt sẵn chờ cho công việc bốc mộ xong. Thằng Phúc ban nãy còn nghĩ đủ mọi cách làm sao thoát được ít vàng, vì người nhà cứ đứng trên đầu làm sao nó có thể dám tánh máy. Ai dè nhờ ơn trời thương, hai người kia đã đi xa, khuất tầm mắt, nó càng dễ dàng hành động. Sau khi hai cha con họ thắp nhang xong, công cuộc bốc các mảnh xương cốt của ông cụ được tiến hành. Bốc được xương thì họ bỏ qua một cái khay riêng, bốc được vàng thì bỏ qua một khay khác. Thằng Phúc cũng thò tay xuống để bốc, có cái là xương, có cái là vàng. Nó lợi dụng trời tối dưới là nước đen thui, qua cảm nhận của đôi tay sau lớp bao tay cao su, cái nào là vàng thì giơ lên được hai cái, nó lại thó một cái đút vào quần. Để đến khi nó lầm nhầm chắc lấy cũng đủ hòm thì nó mới bỏ lên trên đủ hết. Sau 3 tiếng ròng rã, cuối cùng toàn bộ xương cốt và vàng được chôn theo ông cụ cũng được mang lên. Mấy người bên trên kéo tay để đưa cha con chú ba lên trên. Chú ba bắt đầu tháo găng tay, rửa sạch mặt mũi tay chân một lượt, bắt đầu định đến rửa xương cho ông cụ nhưng lại bị bà Lam ngăn lại. Theo như bà nói thì đã bảo bước này phải để người trong nhà làm, không ai khác, người đó chính là ông Sơn. Cho tôi cũng đã thấm mệt, không muốn đôi co thêm với người đàn bà thâm độc này, cho nên mặc kệ bỏ ra ngoài bãi đất. Trong lúc ông Sơn rửa xương cốt cho ông cụ bằng rượu mà ông thầy đưa cho, ông chỉ lấy đến và trả thù lao cho họ, thêm một ít tiền bồi dưỡng, rồi cho hai người ban nãy đưa họ trở về nhà. Về đến nhà như thường lệ, thằng Phúc rửa chân tay sạch sẽ, nó vòng ra phía sau lấy cái ấm rồi đun thau nước ấm ở bên ngoài. Nó lấy hai cái thau bằng nhôm bự, bỏ vào trong đó nào là xà, tỏi, lá chanh, bỏ thêm cả gừng lớn đập dập, rồi chờ cho nước sôi. Chú bà ngồi bên ngoài sân chờ cho nó tắm rồi tới lượt của mình. Trời đêm lạnh lẽo, gió thổi từ ngoài sông vào làm chú nổi cả da gà. Chú châm một điếu thuốc vừa hút vừa nghĩ ngợi mấy điều mông lung. Nề khoe mắt của chú bỗng vụt lên bóng dáng của người đứng yên. Chú những người nhìn ra ngoài xem thử là ai, sao lại ra ngoài vào cái giờ mà người âm nhiều hơn người dương này. Chú nhào mắt lại nhìn về hướng đó, không rõ là nam hay nữ, nhưng vẫn cứ đứng yên ở đó. Chú cất giọng kêu thử nhưng người đó chẳng đáp lại. Lúc này chú linh tính có điều không đúng, đoán chừng người mình thấy không phải người dương, dù có lạ có quen, chỉ ít người ta kêu thì phải đáp lại, còn này chỉ im thin thít. Thằng Phúc tắm xong đi ra ngoài gọi chú vào tắm, lúc nó bước ra cũng là lúc cái bóng đã vụt tắt. Lúc này thì chú đã biết đó không phải là người. Bà nằm qua chú làm nghề này thức tới giờ này, phải gặp người âm cũng không có gì lạ, cho nên tặc lưỡi mặc kệ rồi đi tắm. Về phần thằng Phúc, nó mang đống vàng trộm được từ mộ của ông cụ đã rửa sạch sẽ vào trong phòng, khóa trái cửa lại, tắt hết đèn, chỉ mở mỗi đèn pin từ điện thoại. Nó quàng mớ đổ lên giường lung tung, lấy ra chiếc hộp thiếc, bắt đầu ngồi đếm số vàng nó thó được từ các cuộc bốc mộ. Trong lúc nó đang hăng say đếm vàng như một chiến lợi phẩm, thì từ ngoài cửa sổ phấp phới qua tấm rèm cửa, loáng thoáng có mấy bóng trắng đứng bên ngoài dương mắt nhìn nó. Đặc biệt trong số đó có một ông cụ già nua, nhìn nó với ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Sau khi đếm đi đếm lại không biết bao lần, thằng Phúc ngửa mặt lên trời cười lớn. Nó nghĩ chỉ đến sáng mai thôi, sau khi đem số vàng đi bán, nó không chỉ vừa trả được nợ mà còn bọc được một cọc tiền dịch cục trong ví. Tầm này nó cầm sấp tiền đó đi khè mấy thằng trong xóm, hay khái đều nó thì chắc tụi nó mắt tròn mắt dẹt. Ngay đến đó nó vui không cầm được lòng, đến nỗi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chờ bà tắm xong vào trong nhà thắp nhang, đi qua phòng tính đưa nó tiền công tối nay, mà thấy phòng nó tắt đèn cho nên chú tính sớm mai đưa cho nó cũng được. Đêm hôm đó thằng Phúc ngủ một giấc thật ngon. Trong mơ nó chỉ thấy mình được nằm được ngồi, bày đủ tư thế, làm đủ trò trên một núi tiền cao chót vót. Xung quanh nó là mấy cô em chân dài da trắng dáng xinh, bên dưới là ê hề đồ ăn.
toàn mấy món ăn xa xỉ mà nó thường thấy người ta quay rồi đăng lên mạng. Nhưng rồi giấc mơ đẹp đẽ đó nhanh chóng thay đổi khi đống tiền mà nó đang ngồi trên đó dần biến thành những khúc xương người trắng hiếu. Mấy cô em chân dài vây quanh dần biến thành những người vô hồn. Còn đồ ăn bên dưới thì nó thấy đều hóa thành giòi bò. Chúng cứ bò lúc nhúc như vậy, lèo qua các khúc xương rồi tiến đến da thịt của nó. Các khúc xương dần nối lại với nhau thành hình người hoàn chỉnh. Chúng như những vong hồn bám đuổi theo nó, rồi nó cố chạy đến đâu cũng sẽ có vong hồn bám theo. Trong cơn mê man, nó nghe thấy rõ những vong hồn đó kêu gào nó trả lại đồ cho họ. Nhưng nó không lấy thứ gì hết thì sao có thể trả lại được đây? Và rồi nó chạy đến cuối đường, không còn chỗ nào khác để có thể tránh né tiếp. Sau lưng của nó là một đám xương sầu cùng rồi bọ lúc nhúc. Trước mặt của nó là một bức tường đá cao ngầm. Xẹt một tiếng, nó bàng hoàng quay lại nhìn về phía bức tường. Một người đàn ông đứng đó, ông ta xuất hiện với dáng vẻ như một người bình thường. Và nó dần nhận ra ông già đó chính là ông cụ mà nó vừa đi bốc mộ cách đây chừng vài tiếng. Phải đó chính là cha của ông Sơn. Ông già đứng đó vẻ mặt nghiêm nghị, hai tay chắp ra đằng sau. Nhìn nó bằng một ánh mắt uất hận, nó không dám nhìn lâu vì từ chính thâm tâm, có kể cả là trong mơ, nó cũng tự thú nhận với chính mình rằng nó sợ ánh mắt đó. Và rồi giữa không gian yên ắng, nó không còn đường lui thì phải làm liều. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì ông cụ bất ngờ lao tới về hình dáng của một con rắn đen tuyền. Trên đầu có hai cái sừng nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu nhắm thẳng vào nó. Hình ảnh con rắn này làm nó liên tưởng đến con rắn bị bà Lâm dùng xẻng đập chết. Con rắn lao tới với tốc độ xé gió, hai răng nanh dài ngoẵng cắm vập một phát sâu hoắm vào cánh tay của nó. Giây phút con rắn lao đến, nó nghe giọng nói ngằn ngọc của lão già: "Thằng oắt con, mũi còn chưa vắt sạch, khôn hồn trả vàng cho tao, mà không tập kéo mày xuống làm trâu làm ngựa, dày xéo vong hồn của mày." Chính từ phát cắn đầu đứng đó, thằng Phúc giật mình tỉnh dậy. Vừa đúng lúc mặt trời ló dạng, chiếu những tia sáng ban ngày lên từng ngóc ngách. Thằng Phúc tỉnh dậy nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng vì giấc mơ ban nãy. Nó vô thức giờ lấy tay của mình, một cảm giác đau nhức truyền đến khiến nó nhăn mặt ngay lập tức. Nó nhìn lại tay của mình, trên đó có hai vết thương hình tròn đã chuyển sang bầm tím, bên trong dần chuyển màu đậm hơn, sắp thành đen. Nó nhăn mặt nhớ lại đêm hôm qua, rõ ràng khi đi tắm nó đầu thấy hai cái vết này, nhưng sao giờ lại có? Nó cố gắng nhìn kỹ hai vết thương kỳ cục đó rồi suy nghĩ hồi lâu để tự nhớ ra xem nguyên nhân vì sao có cái vết này. Trong vô thức, nó nhớ tới con rắn hôm qua bị bà Lâm đập chết, rồi con rắn trong mơ cắn nó nữa. Vậy là nó bị ông già đó đến tìm thật sao? Kết cục của nó giống như những gì mà ông già đó nói. Nó vô thức sờ tay lên cổ. Chết tiệt, nó không mang theo lá bùa mà cô hai đưa cho ngày hôm qua. Nó vội vàng bật dậy khỏi giường, tông cười chạy xuống nhà bếp. Trên bàn ăn tấm bùa vẫn còn đó, chỉ có điều nó đã bị cháy xém. Bùa phép một khi bị cháy rồi thì không còn hiệu nghiệm. Nó không kịp đánh răng, vội vàng chạy vào trong phòng lấy hộp thiếc để đầu giường, đổ hết số vàng trong hộp vào túi, mặc chiếc áo khoác để tránh không ai thấy vết thương, rồi nó ra ngoài tính phóng xe đi. Chú Ba đang ngồi uống trà thì con trai mình dậy sớm vội hỏi: "Sáng nay mày dậy sớm vậy con, tính đi đâu hả?" "Cha đưa tiền công hôm qua cho bây ăn sáng uống cà phê." "Khỏi, cha để đó đi, chờ con về con lấy." Nói rồi nó phóng xe cái vèo đi mất dạng. Sau khi thằng Phúc đi, chú bắt đầu đi làm công việc nhà rồi ra vườn hay ít rau chăm đàn gà. Còn thằng Phúc sau khi ra khỏi nhà với số bọc vàng trong túi, nó phi thẳng xe ra ngoài trung tâm huyện để bán lấy tiền. Chú vàng nó đem đi bán được một mớ khá nhiều. Sau khi trừ số tiền nó mượn ông bày ra thì số còn lại dư giả cho nó ăn nhậu cả tháng trời. Cần được cục tiền trong tay, nó ngạo nghễ phóng xe đến nhà ông bày. Ông bày thì còn lạ gì nó nữa, thấy nó dám hên ngang vào nhà mình như vậy thì biết rằng nó đã có tiền. Nó đặt ra trước mặt của ông đủ tiền để trả, số còn lại nó đem cất vào trong cốp xe trước khi đến đây để đồng không biết. Sau khi tiền xong cho ông bày, nó lại ra quán cà phê quen gần đó gọi điện cho thằng Diệp với thêm mấy đứa em chung tụng đánh bạc. Đang ngồi cà phê chờ bạn thì đột nhiên cánh tay của nó đầu điếng làm nó hoảng hồn, xém làm rơi lên nước xuống đất. Nó cành mè lúc không có ai chú ý liền kéo tay áo lên.
Hai vết chấm tròn kia cứ như bị hoại tử, nó chuyển sang màu đen hoàn toàn. Ngồi chưa được bao lâu, nỗi đau đớn từ tay truyền đến làm cho nó ê ẩm. Nó hồi lại với đám bạn rồi phóng xe đi, định bụng đi tìm cô hai giúp đỡ, vì nó biết người gây ra chuyện này không ai khác chính là ông già kia. Nó vừa phóng xe lao nhanh trên đường về nhà gặp cô hai, miệng lẩm bẩm chữ ông già đã chết rồi còn bám ra như đỉa. Và rồi khi chỉ còn cách nhà cô hai một cái cua nữa, cơn đau từ tay mỗi đúc một lớn. Nó bị cơn đau làm cho phân tán, cả cánh tay như không còn chút sức lực nào nữa. Nó đâm thẳng xe lao đầu xuống mương nước ngày đó. Đầu của nó không đội mũ mà đập thẳng xuống đường, máu đỏ chảy túa ra từ đó. Mắt của nó mở trừng trừng nhìn về phía trước. Trước khi bị mất đi ý thức, nó mơ hồ thấy người đã chết mà bị nó lấy đi vàng cười hả hê. Ông già đó đứng ở đó, từng người một chỉ tay vào nó. Cười lớn rồi chút ý thức còn sót lại. Nó nhớ đến lời dặn của cha mình vào sáng ngày hôm trước, nó đã phớt lờ. Không biết nó nằm đó được bao lâu thì có người phát hiện đưa nó đi cấp cứu rồi chạy sang nhà báo cho chú ba hay tin. Chú ba đang lùi hối quét sân nghe tin dữ của con trai, buông vội cây chổi rồi lao lên bệnh viện. Vừa chạy xe chú vừa khóc, chú chỉ mong thằng Phúc không gặp điều gì xui xẻo. Cũng chỉ mong những gì cô hai nói về vận hạn của nó không phải là sự thật. Nhưng tiếc thay chẳng có phép màu nào xảy ra với chú ba cả. Khi chú ba và cô hai đứng trong phòng, nhìn thi thể đã chuyển sang màu xanh tím tái vì lạnh của Phúc, cho bà không kìm được mà khóc lớn. Cô hai đứng đằng sau không biết phải làm gì, chỉ biết an ủi chú. Trước khi rời khỏi nhà xác, cô hai quay đầu nhìn cái xác của thằng Phúc lần nữa. Cô hai mơ hồ thấy một con rắn đen quấn quanh cánh tay của nó. Đây là một con rắn đen tuyền da trơn bóng, mắt đỏ ngầu, trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ. Bên trên da tay của thằng Phúc bỗng xuất hiện hai dấu chấm đen thui, rồi bò từ trong đó lúc nhúc chui ra trông kinh dị đến lạ. Cô hai trợn trừng mắt vừa đẩy chú ba ra ngoài rồi chạy lại xem tình hình thế nào. Một lần nữa nhìn kỹ cánh tay của thằng cháu, chỉ thấy một mảng màu xanh xám do thi thể đã chết được đặt ở trong phòng lạnh lâu. Còn lại cô không thấy bất cứ con rắn hay vết cắn nào xuất hiện. Cuối cùng cô cũng đành phải rời đi về nhà để chuẩn bị lo đám tang cho nó. Nhưng trong lòng cô vẫn đặt một nghi vấn lớn về sự xuất hiện của con rắn này. Đám tang của thằng Phúc diễn ra ngay trong ngày hôm ấy. Ngày làm lễ là cô hai. Nhưng để ý sẽ thấy toàn bộ trong quá trình làm lễ, cô hai không hề vui chút nào. Mãi đến đêm khi chỉ còn lại người trong nhà, bà tôi mới nói với chú ba: "Anh ba, lực công an họ làm việc tại hiện trường thì trong cốp xe thằng Phúc có khoản tiền mặt lớn, đoán chừng phải hơn 30, cái này anh biết không?" "Tôi chịu đó chú, tôi không biết nó lấy đâu ra số tiền lớn vậy. Đồng ý là cả cái huyện này chỉ mỗi mình tôi làm cái nghề oái oăm đó, nhưng mà tiền công chưa đôi đủ để cho hai cha con. Tính từ lúc nó làm cho tôi tới nay, công sẽ không được số tiền đó đâu." Chú ba nghẹn ngào nói, nước mắt của chú rơi đã chã. Bà tôi thấy anh mình như vậy thì thương chú lắm mà chẳng biết phải làm sao. Khi cả hai còn đang bế tắc, ngập tràn trong những suy nghĩ chẳng cách nào dẫn tới đích, cô hai từ bên điện thờ đi qua. Song song ngồi đến ngồi phịch xuống bên cạnh chú ba, vẫn bằng cái giọng hùng hồn đó cô bảo: "Để đây tao kể cho chúng bay nghe tại sao thằng Phúc có được số tiền lớn như vậy." Thì ra cả ngày hôm nay cô hai làm lễ tang cho Phúc, nhưng không thấy vong hồn của nó đâu. Càng không thấy quỷ sai hay hắc bạch vô thường đến dẫn nó đi như những người khác. Mặc dù cô đã đầm điếu văn gọi hồn, nhưng vẫn không cảm nhận được mảnh hồn vía nào của nó. Thế là cô suy nghĩ tới việc có khả năng nó bị bắt hồn, vì khi người mới chết linh hồn còn yếu, rất dễ bị ma quỷ bắt đi. Thế là cô nhờ âm binh đi đến khu vực đó xảy ra tai nạn để điều tra xem tình hình như thế nào. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, vòng của thằng Phúc đã bị người khác bắt đi ngay khi hồn lìa khỏi xác. Thế là cô lập đàn gọi ông già lên tại điện thờ để nói chuyện. Cô quyết đòi cho bằng được linh hồn của Phúc về làm lễ để nó sớm ngày đầu thai. Nhưng chuyện mà cô nghe ông già kể lại làm cô không thể nào chấp nhận được. Chính ông ta là người đến cảnh báo chú ba tôi về việc bốc mộ. Và thằng Phúc là người đã lợi dụng nước dâng lên trong quan tài thọ đi số vàng chôn cất cùng ông ta. Bên cạnh đó ông ta còn kể những trường hợp khác cũng bị nó lấy đi. Chỉ có mộ của ông ta khi mất được ông Sơn chôn theo khá nhiều vàng. Một phần trong đó là do ông Sơn biển thủ,
nhận hối lộ chung chi mà có. Một phần là của cải của ông ta là bị thằng Phúc lấy đi nhiều nhất. Ông ta còn kể, ông ta đã cảnh báo nó rằng hay giấu răng rắn cắn, nhưng nó không chịu đến tìm cô sớm mà đem đi bán rồi cầm tiền đó đi trả nợ. Nếu không phải vì vết đánh dấu ngày càng cắm sâu vào trong làm cho nó đau đớn tê dại, thì nó đã cầm nốt số tiền còn lại đi đánh bạc cùng đám bạn. Và cũng chính vì cơn đau đó mà nó bị lạc tay lái rồi đâm đầu xe vào tường mà chết. Ông ta còn nói rõ, ông ta không trả lại vong hồn của thằng Phúc cho đến khi nào nó trả đủ tất thảy những gì đã bị nó lấy cắp. Còn hai chưa kịp thương lượng gì thì ông già đó đã biến mất. Sau đó cô có tự gọi hồn ông ta nhưng không còn hiệu nghiệm nữa. Chính vì vậy cô chạy vội qua đây để báo tin. Lão già đã nói như vậy thì ta cũng chịu. Ta không biết tìm lại hồn thằng nghịch tử này ở đâu. Ông ta cũng chẳng cho tao tìm. Vậy là những gì tao căn dặn cha con bay, chả đứa nào chịu nghe tao cả. Con rắn đó nó là cha chồng của bà Lam. Nó bị bà Lam dùng xẻng đập chết ngay trên nắp quan tài được cái đêm em đi bốc cốt của ông ấy. Mày nói cái gì? Con mụ đó dám làm vậy? Con mụ đó sắp tới số rồi. Thật thì ông già đó không phải là dạng người hiền lành gì đâu. Quả nhiên đúng như lời của cô hay nói, chẳng bao lâu sau cái chết của thằng Phúc, bà Lam bỗng dưng hóa điên hóa dại, suốt ngày nói năng làm nhảm. Chỉ cần bà ta thấy con vật gì đó bò trườn dưới đất cũng đều kêu hết lên kinh hãi. Sau đó không biết bà ta mơ gì mà suốt ngày kêu gặp rắn rồi bị rắn cắn đến chết. Cũng vì thế mà bà ta hóa điên hóa dại, mà linh lực của bộ yêu bà ta dùng lên người ông Sơn cũng dần mất đi tác dụng. Ông Sơn dần dà nhận ra điều gì đó không đúng, cho nên tìm đến cô hai để hỏi ra sự thật. Cô hai không nghĩ ông ta tìm đến mình, dù gì cũng là bạn lâu năm, dù quá khứ không mấy tốt đẹp nhưng chuyện cũng đã lâu. Cô hai kể lại chúng ta nghe mọi chuyện năm xưa bà Lam đã làm, kể cả chuyện con rắn đó là hóa thân của ông cụ. Ông Sơn thẫn thờ nhìn bà Lam điên dại một góc nhà, đang cười đến vô tri. Nhưng giờ ông cũng không ly hôn với bà. Dù sao ở cùng với nhau nhiều năm tháng như vậy, công nhờ bà mà ông mới có ngày hôm nay, giờ con đường bà đi có sai đi chăng nữa. Còn về phía nhà chú ba, sau khi thằng Phúc mất, chú cũng từ bỏ luôn cái nghề bốc mộ mà xuống tóc đi tu tại một ngôi chùa trên núi, cho mang cả di ảnh của thím ba thằng Phúc lên chùa. Còn về phía cô hai, sau đám tang của cháu mình, vì thương chú ba và chú và cô hai đã lặn lội đến khu mộ mới của ông già làm lễ suốt 3 ngày 3 đêm để cầu xin ông ta trả hồn vía lại cho thằng Phúc. Lỗi lầm nó gây ra sẽ có trên cao phán xử. Cơ may ông già đó tuy không phải là càng hiền lành nhưng cũng không đến nỗi quá tàn ác. Nhìn thấy tình thương của cô hai mà chấp nhận thả hồn phách của thằng Phúc về. Ngày chú ba cạo đầu đi tu, cô hai đưa cho chú cái hũ sành nhỏ bên trong đựng hồn của Phúc. Chú nhận lấy cái bình, quỳ bên dưới ôm lấy chân cô hai mà khóc lớn như một đứa trẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.